Thí sinh Đặng Bá Minh Quân bảng A, thí sinh Nguyễn Phúc Bảo Tiên bảng B và thí sinh Hồ Thiên Phước bảng C đã xuất sắc đoạt giải vàng nhóm chuyên nghiệp. Cuộc thi SIU Piano Competition 2024 do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức năm nay cũng trao các giải vàng, bạc, đồng cho các thí sinh nhóm không chuyên tại đêm gala. Đêm gala trao giải không chỉ tôn vinh những tài năng âm nhạc trẻ xuất sắc từ cuộc thi mà còn khuyến khích sự phát triển nghệ thuật trong cộng đồng. Ở nhóm chuyên nghiệp, các tài năng trẻ bảng B và bảng C đã được tập luyện và thi chung kết cùng dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi Piano SIU đã trở nên rất nổi tiếng trong khu vực. Trong tương lai, cuộc thi này hoàn toàn có khả năng trở thành một sự kiện văn hóa và sân chơi đẳng cấp thế giới và nổi tiếng toàn cầu. Tổ chức định kỳ 2 năm một lần, SIU Piano Competition đã có tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc phát triển nền nghệ thuật nước nhà. Qua cuộc thi, các tài năng trẻ có sân chơi lành mạnh trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, từ đó định hướng phát triển tài năng và sự nghiệp.